Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Ten. Và mấy bạn đang thấy hôm nay skin của mình có gì đặc biệt không? Đúng vậy, đó chính là đôi mắt của mình đây. Hôm nay đôi mắt của mình là một đôi mắt màu vàng các bạn ơi. Mấy bạn nào mà đã xem trong tập trước về đôi mắt quái vật này của mình á, thì chắc các bạn cũng biết là đôi mắt này của mình sẽ giúp cho mình có thể triệu hồi được những con quái vật mình có thể thuê bằng nó, đúng không? Đấy. Và hôm bữa thì mình mới vừa đi học và mình khoe cho mấy bạn của mình về con mắt này rồi. Và ngày hôm nay á là mình học đến tận 2 buổi học lận, cho nên lần trước á là mình về nhà buổi sáng rồi, bây giờ mình phải đi học vào buổi chiều nè. Có bạn nào cũng đi học giống như mình là phải học vào buổi sáng với học vào buổi chiều không, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, còn bây giờ thì đã đến giờ mình phải đi đến trường đây. Hay thôi, đi đến trường nào. Mà khoan từ từ, mình có đôi mắt quái vật ở đây, tại sao mình không thử thuê một con quái vật nào đó chở mình tới trường, mình phải đi bộ tới trường ta? Ừ ha, quên mất. Ok, được rồi, để mình sức mạnh triệu hồi quái vật. Hey, chào. Quái vật tiếp theo là gì đây ta? Cái con này nhìn quen quá nè. À, nhớ rồi, con này là con chu chu xe mấy bạn ơi. Rồi, nhớ rồi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ thuê con quái vật này nó chở mình tới trường nha bạn. Vậy là quá tiện luôn, khỏi cần phải đi bộ đến trường. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ chui vô người nó nha. Rồi, mình sẽ chui vô cái xe lửa của nó nè. Chui vô. Rồi, ok, bây giờ mình đã lên trên người của chu chu xe rồi đó bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu lái nó đi học đến trường nha. Ok, với giá là 60 đô thì bây giờ á mình sẽ có thể thuê nó chở mình tới trường. Đấy, tin tin. Rồi, ok, đấy, bây giờ là mình chỉ cần ngồi trên người nó thôi, nó sẽ chở mình tới trường các bạn ơi. Ok, rồi, đi học thôi. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở trường học nha. Ai, trời, buồn ngủ quá. Sáng sớm dậy cho nên buồn ngủ muốn chết luôn á. Trời, Sam ơi, hôm nay là chúng ta học môn đầu tiên là môn gì vậy? Trời ơi, cái môn đầu tiên mà không nhớ luôn à. Ngữ văn chứ chi nữa. Môn ngữ văn hả? Không nhớ vậy. À, rồi ok, để tôi xem coi môn ngữ văn vàng mấy ta. Ui, cái gì vậy? Ui, gì vậy? Cái gì vậy? Mà sao mọi thứ nó rung chuyển vậy? Hả? Ui, cái gì vậy mọi người? Ui, cái gì xảy ra vậy? Ui, khoan từ, hình như cái này là động đất hay sao á mọi người ơi. Trời ơi, động đất. Chết rồi. Bây giờ phải làm sao? Rồi, mọi người bình tĩnh. Đây, để tôi. Hey, đôi mắt quái vật, triệu hồi quái vật mới. Cái gì đây? Doraemon với giá 80 đô sao? Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao lại triệu hồi Doraemon lúc này? Đang động đất mà. Được rồi. Doraemon à, cậu có thể giúp tớ được không? Đang bị động đất nè, cậu có bủ bối gì giúp bọn tớ được không? Doraemon. Sao tớ lại ở đây? Cậu không cần biết đây là đâu hết trơn, bây giờ đang động đất nè. Cậu làm ơn có bủ bối gì giúp bọn tớ với, nhanh lên. Mời giúp tụi tôi đi. Chờ xíu để tớ lục coi. Có không? Có gì không? Bà bối động đất. Ủa, cái gì đây? Đồng hồ ngưng động thời gian hả? Mình có đọc chuyện, cái đồng hồ này sẽ làm cho mọi thứ đứng im. Ok, được. Hey, đồng hồ ngưng động thời gian. Chà. Trời ơi, may quá. Mọi thứ xung quanh đã ngưng động hết rồi. Ôi trời ơi, mấy bạn nhìn nè. Hiện tại ở trên trần nhà nó sập xuống hết nè bạn ơi. Có mấy cái cục gạch nó rơi xuống luôn nè. Nhưng mà may mà mình dùng gọi là đồng hồ ngưng động thời gian, cho nên là mọi thứ nó đứng im hết trơn rồi. Trời ơi, không thôi cái đống gạch này mà rơi lên đầu mọi người á là xong luôn á. Ok. Thôi rồi, bây giờ mình phải đẩy mọi người ra bên ngoài mới được cho an toàn. Ok, đẩy ra. Ê, trước tiên mình phải đẩy Sammy ra bên ngoài trước đã để cho an toàn. Không thôi trong đây là nguy hiểm lắm. Mở cửa rồi. Đi ra ngoài. Ôi, ok, đẩy ra ngoài. Ok. Ra ngoài sân luôn, ra tới ngoài sân luôn. Ok, Sammy xong rồi nè. Tiếp theo là Kairon với lại Simmy. Rồi còn Doraemon nữa chứ. Mình không thể nào để cậu ấy ở bên trong nó nguy hiểm được. Ok, Kairon. Đẩy Kairon ra ngoài. Rồi, tới lượt mèo Simmy. Đẩy ra. Nhanh lên, cũng thôi tí nữa là đồng hồ ngưng động thời gian nó hết tác dụng là xong luôn á. Nhanh lên. Rồi ok, Sammy xong luôn à. Còn Doraemon nữa. Với lại là nhiều người đang trong trường, mình phải khinh mọi người ra ngoài đây hết. Nhanh lên. Trời ơi, mệt quá. Cuối cùng thì mình đã khinh hết mọi người ra ngoài được rồi các bạn ơi. Tôi mệt và tôi nằm xuống luôn á. Đây, tất cả học sinh đều được đem ra ngoài hết rồi. Ok, vậy là bây giờ chỉ cần bấm cái nút này cái thôi là ngay lập tức mấy cái viên sỏi đá này sẽ rơi xuống dưới lại. May là mình kéo mọi người ra ngoài đó, không thôi mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Ok, chuẩn bị khởi động thời gian. Ủa sao mình lại ở đây vậy? Thì hồi nãy động đất á, tôi phải sử dụng đến cái đồng hồ ngưng động thời gian của Doraemon để tôi đưa mọi người ra bên ngoài đây nè. Nhưng mà không sao, bây giờ mọi người an toàn là được rồi. Trời ơi, nguyên cái đống gạch đá là mà rơi xuống đầu mọi người chắc là mọi người tiêu đời luôn á. À, thì ra là vậy hả? Trời ơi, cảm ơn Phong nhiều nha. Không có Phong là chắc là bị động đất đè luôn rồi đó. Ôi trời ơi, sợ chết luôn á.
an toàn rồi. Được rồi, Doraemon ơi, cảm ơn cậu rất là nhiều nha. Trời, nhìn mặt Doraemon cũng đang sợ luôn nữa bạn ơi. Tội nghiệp. Thế là Doraemon ơi, mình trả cho cậu cái đồng hồ ngân động thời gian nè. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Rồi, được rồi, bây giờ cậu có thể biến mất được rồi đó. Cảm ơn nhiều nha. Tạm biệt. Biến mất rồi. Vậy bây giờ chắc là phải chờ thầy hiệu trưởng xây lại trường thì bọn mình mới đi học tiếp được. Ôi, thiệt luôn á, không hiểu sao tự nhiên hôm nay lại có động đất nữa. Mọi người à, nếu như mà chúng ta có thời gian rảnh á, nhớ tới đây giúp cho thầy cô xây lại trường nha. Ok. Thôi được rồi, thế là bây giờ phải về nhà thôi chứ hết đi học được rồi các bạn ơi. Mệt quá. Ôi, trời ơi, vậy là ngày hôm nay là phải nghỉ học sớm rồi. Thiệt luôn á, gì đâu mà mới có một cái buổi sáng thôi mà đã có động đất rồi. Chưa gì là mình thấy là trong cái thế giới Minecraft này nó hơi bị nguy hiểm rồi đó các bạn ạ. À, thôi không sao, bây giờ đi về nhà sớm thôi cũng được. Mà bây giờ mình không biết là mình có cái trò gì vui vui để nghịch cái đôi mắt thuê quái vật này không nữa. Thiệt luôn á, thích cái đôi mắt này thật sự luôn á các bạn. Ok đi. Hay từ gì đây? Chú ơi, chú đừng có bắt con xin lỗi chú. Ủa, hình như ở bên kia là, ủa, bên kia là một đứa bé quen quá lạ. Ôi khoan từ từ, hình như đây chính là em của Sammy hay sao bạn ơi. Ủa mà sao tự em bé Sammy khóc vậy ta? Cái con nhỏ này, ngươi có biết bộ quần áo của ta là bao nhiêu tiền không mà dám làm bẩn bộ quần áo này hả? Trời. Ơ chú ơi, cái bộ đồ của chú bẩn sẵn rồi mà, sao chú lại nói con vậy? Đừng có nói nhiều. Bây giờ á, muốn đền cái bộ quần áo này cho ta là 10 kim cương đưa tiền á. Còn không á, thì ta sẽ đưa nhóc về ba gặp ba mẹ biết chưa? Hả? Nhưng mà con là con nít, làm sao mà có tiền được? Với lại, đó đâu có chuyện con làm đâu. Không có tiền hả? Này thì không có tiền, giờ có tiền chưa hả? Bố có không có tiền đâu. À, trời ơi, thì ra là em bé Sammy đang bị bắt nạt các bạn ơi. Ôi, cái tên côn đồ này. Tính ra nha là em bé Sammy á đâu có làm dơ cái bộ quần áo của hắn đâu. Vậy mà bây giờ hắn ta kiếm cớ để lấy tiền của em bé Sammy. Ôi, trời ơi, ngay cả một đứa trẻ thế mà hắn ta cũng không tha nữa. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cho hắn biết tay. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cho mình con quái vật nào đó để giúp cho em bé Sammy thoát khỏi cái tên gọi là côn đồ này mới được. Ok, để chọn coi. Ha, đôi mắt quái vật phát huy tác dụng. Triệu hồi quái vật mới. Wow, trời ơi, đây rồi, đây chính là một con quái vật mà mình cần nè các bạn ơi. Quái vật Sammy 6 muối, $70 để có thể thuê được con quái vật này. Đây là một con quái vật đã từng xuất hiện trong video của Sammy, chắc chắn các bạn sẽ nhớ nè. Wow, trời, được. Ủa, cậu kia, cậu chiều hồi tôi ra đây làm gì vậy? Xin chào cô bé Sam, à không, này không phải là cô bé rồi. Xin chào chị Sammy 6 muối nha. Hôm nay á, tôi có việc muốn nhờ chị nè. Đó chính là ở ngoài kia có một em bé Sammy đang bị một cái kẻ xấu bắt nạt á. Bây giờ á, chị có thể nào giúp tôi gọi là người ta chừng trị cái kẻ xấu đó để cho hắn ta biết tay được không? Ai, tưởng chuyện gì chừng trị kẻ ác quá đơn giản đối với tôi. Nhìn đây nè, Sammy 6 muối. Wow, trời ơi, cái con chuột to quá bạn ơi. Trời, được. Không, trời ơi, cái con chuột này ha mà đấm vô cái mặt của cái tên gọi là người ta, cái tên xấu xa kia, bảo đảm là hắn ta gọi là tởn đến già luôn á bạn. Thôi ơi, chị có sức mạnh còn gì nữa không? Nữa. Ủa còn nữa hả? Nhìn nè, kỹ năng hết đất. Wow, trời, hết đất luôn ghê. Trời ơi. Thôi được rồi. Tôi biết là chị có sức mạnh rồi. Bây giờ chị giúp tôi ra chừng trị kẻ xấu kia nha. Rồi được rồi, đơn giản thì nó đấm nó. Quên. Bây giờ nếu như mà Sammy 6 muối ra chừng trị cái tên bắt nạt kia thì trước sau gì hắn ta cũng sẽ gặp lại em bé Sammy, thì hắn ta lại bắt nạt em bé Sammy tiếp cho mà coi. Sammy 6 muối à. Bây giờ tôi có việc này muốn nhờ chị nè. Chị có thể nào nhập vô người của em bé Sammy để giúp cho em bé Sammy có sức mạnh mạnh hơn không? Để lúc đó em bé Sammy sẽ tự tay gọi là chừng trị cái tên kẻ xấu đó và hắn ta sẽ sợ không bao giờ dám bắt nạt em bé Sammy nữa. Được không? Nói chung là cũng được. Được, đúng không? Ta làm cũng được hết trơn á. Rồi ok, vậy bây giờ chị hãy biến mất và sau đó nhập vào trong người của em bé Sammy nha. Rồi ok, hồi da. Rồi biến mất rồi bạn ơi. Yeah, ok. Được rồi, để mình ra mình xem hắn ta đang như thế nào. Ok, đi ra ngoài xem thử coi. Đây, để ra ngoài xem thử coi. Trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn kìa. Hình như là Sammy 6 muối đã nhập vô người của em bé Sammy rồi. Cho nên bây giờ em bé Sammy nắm chân của cái tên côn đồ xong đập qua đập lại luôn. Trời ơi, ghê quá vậy. Trời, nhìn hắn ta đúng tội luôn các bạn ơi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ đứng ở đây mình chờ cho cái hai tên đó đập đến khi nào mà bị ngất luôn nha các bạn nha. Chứ giờ mình nhào cho mình cứu cũng không được. Ok, thôi đứng đây đợi vậy. Trời ơi. Làm mệt mà đau quá. Từ nãy đến giờ á bạn, đã 30 phút trôi qua rồi mà em bé Sammy vẫn đang đập cái tên kia túi bụi luôn bạn ơi.
ơi, mình nghĩ rằng chắc thêm một tiếng nữa là hắn ta chắc chết queo luôn quá. Chắc là bây giờ mình phải nhào vô mình cản lại thôi. Ê, ê, em bé Sammy ơi, dừng lại em ơi. Dừng lại. Trời ơi, em ơi, em bình tĩnh đi chứ bây giờ mà em đập hắn ta như thế này á, một tiếng nữa là hắn ta chết queo luôn á. Trời ơi. Hả, đúng là cái đồ đáng rồi. Dám bắt nạt tôi à? Thôi, được rồi, em bé Sammy ơi, bình tĩnh đi em. Trời ơi, em đánh hắn ta từ nãy đến giờ là hắn ta ngất xỉu luôn rồi kìa. Trời ơi trời. Nhưng mà đáng mà, rõ ràng á, ông này lúc nào cũng bắt nạt em trơn á. Bây giờ có cơ hội thì mình đánh thôi. Thôi, được rồi em ơi, hắn ta ngất xỉu rồi cho nên tha cho hắn ta đi. Con bé này, tôi cần ngươi là người hay là quái vật thế hả? Một cái gì hết trời. Rồi xong, chạy mất tiêu luôn rồi. Thôi được rồi em bé Sammy, anh nghĩ là bây giờ hắn ta sợ rồi đó. Chắc là từ nay hắn ta sẽ không dám bắt nạt em nữa đâu. Cho nên là thôi em về nhà đi nha. Dạ vâng ạ, em tạm biệt anh. Rồi, tạm biệt em nha. Trời ơi các bạn ơi, tính ra là em bé Sammy nha cũng thù dai ghê luôn á. Được cái sức mạnh xong cái đầu đánh hắn ta mà không cản lại, đánh đến sáng mai chưa xong luôn các bạn. Tính ra là cái đôi mắt quái vật này nó sẽ giúp ích được nhiều người nếu như biết cách sử dụng ghê luôn á. Thôi được rồi, bây giờ về nhà thôi. Đi thôi. Thôi về nhà kiếm cái gì đó ăn mới được, đói bụng quá. Hay từ. Hình như mình mới vừa thấy ai đó. Ủa ca Mui kìa. Ủa Mui ơi, sao Mui ngồi đây khóc vậy Mui? Mui ơi. Phong à. Em nè. Ủa nhưng mà có chuyện gì mà sao chị khóc ghê vậy hả? Chị mất hết rồi, chị mất sạch rồi, không còn đứa Phong rồi. Hả? Mất cái gì? Thì em vào trong đây lẹ. Em hả? Thấy không? Cái cửa hàng hoa này á, chị mở tốn bao nhiêu kim cơ chị mới mở được, chị mới thuê được. Mà bây giờ em nhìn đi, bị trộm rồi, bị đập, bị phá rồi, thậm chí đây ra xuống này ngày trước còn bao nhiêu kim cương để chị mở, giờ còn có 1-2 viên à. Cái gì? Cái cửa hàng bán hoa của chị bị ăn trộm hả? Trời ơi, cái tên trộm nào mà ác quá vậy, vào trong đây lấy trộm hết kim cương của ca Mui, rồi sau đó còn đập cả gọi là tiệm của ca Mui nữa. Trời ơi, phá bởi hết kính, bởi hết đồ luôn nè. Ôi trời ơi. Mấy cái ác đâu ở đâu? Trời mất thế rồi, giờ chắc chị không mở được tiệm quá à. Thôi được rồi Mui, Mui bình tĩnh đi, để em. Ai, thiệt luôn á, tha mà từ lúc mình có cái đôi mắt quái vật này xong, mình thấy có nhiều chuyện rắc rối xảy ra quá mấy bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, mình nghĩ rằng là đôi mắt quái vật này sẽ có thể giúp cho ca Mui được đó. Ok, Mui ơi, bây giờ nha, Mui đi về nhà trước đi. Cái tiệm hoa này của Mui cứ để đây, để em xử lý cho nha. Em xử lý á, em xử lý làm sao được trời, Mui. Em xử lý thế nào thì cứ kệ em. Bây giờ chị chỉ cần giao cái cửa hàng này của chị cho em ha. Em sẽ giúp cho chị bắt được cái tên trộm đó. Yes. Được không? Thật lắm. Đúng rồi, thiệt. Bây giờ chị cứ về nhà trước đi nha. Thế chị về trước nha. Em nhớ bắt tên trộm đòi lại hết tất cả cho chị nha. Rồi ok. Rồi chị đi về nhà trước đi. Cảm ơn Phong. Trời ơi, tội nghiệp ca Mui quá. Có mỗi cái cửa tiệm bán cây cảnh, bán hoa hay thôi. Vậy mà cũng có kẻ vào đây để phá hoại nữa. Nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải tìm ra cái kẻ trộm đó trước đã. Mà bây giờ phải tìm ra hắn ta bằng cách nào đây ta? Đúng rồi, hay là bây giờ mình sẽ thử triệu hồi một con quái vật mới, để xem coi có con quái vật nào kết không nha các bạn nha. Ok, đôi mắt quái vật. Hey! Wow, cái gì đây? Quái vật tiếp theo đó chính là Husky đen các bạn ơi. Một con Husky màu đen nha. Trời ơi, ngầu. Ê mà khoan từ, con Husky này kết lại gì ông ta? Giá thuê của nó là $150. $150. Hay, không biết là sẽ có giúp ích được gì cho mình không đây. À, nhưng mà thôi, chắc là sẽ giúp được đó. Ok, mình quyết định thuê luôn. Rồi, thuê nè. Rồi, bạn Husky đen ơi, bạn ơi. Cái gì? Trời ơi, bạn biết nói luôn hả? Ok, bạn Husky đen à. Hôm nay á, tôi thuê bạn ở đây là có một việc muốn nhờ bạn giúp á. Bạn có thể nào giúp tôi được không? Chuyện gì ta cũng làm được hết trơn á. Cứ nói đi. Ok, thì hiện tại á nha, là bạn có thể thấy là cái cửa hàng của chị tôi nè, là cửa hàng của chị tôi á bị một cái tên trộm vào đây ăn trộm hết tất cả kim cương luôn. Mà bây giờ á, tôi không biết tên trộm là ai, cho nên là tôi có thể nào nhờ cậu đánh hơi được cái mùi của tên trộm, tìm ra hắn ta giúp tôi được không? Trời ơi, ha. Nói về việc bắt trộm thì quá là đơn giản. Ngươi nhìn ta nè, toàn là tay chân, ta toàn là mắt không nè. Ta tìm một cách đơn giản, và ta đặc biệt có một cái lùm mùi rất là thơm. Có thì người được tên trộm đang ở đâu? Được vậy luôn hả? Ok, vậy được sao? Vậy thì cậu đánh hơi mùi của tên trộm giúp tôi nha. Rồi nhìn ta nè. Ủa cái gì vậy? Sao Husky đi hửi gì vậy? Đúng rồi, cái này là đang đánh hơi các bạn ơi. Husky đang đánh hơi giống y hệt như là mấy cái con cuốn nghiệp vụ các bạn đó. Mấy con chó của công an á sẽ đánh được mùi của tên tội phạm các bạn. Ok, wow, hết. Ta đã đánh mùi ra được tên trộm nằm ở đâu rồi. Đi theo ta. Hết. Ghê vậy luôn hả? Ok, đi. Hướng đây nè.
Rồi rồi đi 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 đi. Trời ơi các bạn ơi, mấy bạn nhìn con Husky màu đen nó chạy kìa các bạn, nhìn cái tướng nó chạy đúng hài luôn các bạn. Ok rồi, mình sẽ đi theo nó để xem coi tên trộm đang ở đâu nha các bạn nha. Ok đi thôi. Trời ơi. Husky đen ơi. Trộm sắp tới rồi, nhanh lên. Cái gì mà sao quá vậy? Từ nãy giờ chạy xa lắm rồi đó Husky ơi. Tôi mệt quá. Sắp tới chưa vậy? Đang rất gần rồi. Cụ này im lặng cái coi. Rồi ok. Chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy? Ta đã tìm được tên trộm rồi. Hả? Đâu? Tên trộm đâu? Ui nè. Một kim cương, hai kim cương, ba kim cương, trộm 100 kim cương. Sao rồi? À, thì ra đây chính là cái tên trộm đã ăn trộm tiền của ca mui các bạn ơi. Tức thiệt á. Được rồi Husky đen, bây giờ cậu hãy nhào vào trong kia, cậu đánh cái tên trộm giùm cho tôi nha. Cái gì? Cậu thuê tôi để đi tìm tên trộm mà, đâu có thể là đánh người được. Nè, tôi không chấp nhận đâu nha. Ủa cái gì kỳ vậy? Tính ra tôi thuê cậu đến tận 150 kim cương luôn đó. Hơi bị nhiều kim cương luôn. Tôi giờ tôi chỉ cần nhờ cậu đánh cái tên trộm thôi mà cậu cũng không làm được đó hả? Nhưng mà nhiệm vụ của tôi chỉ là đi tìm tên trộm, cậu hiểu không? Rồi ok, nhiệm vụ của cậu là đi tìm tên trộm cho nên cậu không nhận đánh hắn ta đúng không? Rồi ok được rồi, vậy thôi cậu biến mất đi. Cảm ơn cậu nhiều. Tạm biệt. Rồi ok, Husky đen biến mất rồi. Nhưng mà bây giờ cái tên trộm kia làm cách nào để lấy lại được kim cương đây? Thôi rồi, bây giờ mình sẽ thuê đến quái vật tiếp theo nha. Ôi mà khoan, từ từ, hình như là mình hết tiền mất tiêu rồi, còn tiền nữa đâu mà thuê. Trời ơi, chết rồi. Thì sáng nay mình ra đường mình đem ít tiền lắm. Trời ơi, bây giờ không còn tiền để thuê quái vật nữa. Thôi bây giờ sao đây, cái tên trộm vẫn còn ngồi trong đó. Đúng rồi, bây giờ mình chỉ cần đi kiếm một cái cây rồi đó. Chắc là bây giờ mình phải tự thân mình đánh nhau với cái tên trộm này thôi, chứ bây giờ không còn quái vật giúp mình nữa rồi. Ok, đây đây, lụp lụp trong cái bụi này kiếm một cành cây coi. À đây đây đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có cái cành cây này đây rồi. Ok, bây giờ mình phải tự thân mình thôi, chứ giờ hết tiền để mình thuê quái vật rồi. Mình sẽ nhào vô đó để mình đánh nhau với cái tên trộm kia nha các bạn nha. Ok. Rồi cha, cái tên trộm kia. Uầy. Ủa gì vậy? Ê, thằng nhóc con kia ơi, từ đâu đi ra đây vậy hả? Bây giờ ngươi còn dám kêu ta là thằng nhóc con sao? Cái tên trộm kia, ta hỏi ngươi nè, có phải cái số kim cương mà ngươi cầm ở trên tay là ngươi lấy trộm của chị ta ở trong cái tiệm bán cây cảnh của chị ta đúng không? Hả? Chị ngươi hả? À, chị ngươi là cái con nhỏ đó hả? Trời ơi, một kim cương, hai kim cương, nhiều kim cương quá trời. Hắn ta còn dám khiêu khích mình nữa kìa. Bây giờ ta nói ngươi nè, ngươi có mau mau trả kim cương lại cho chị của ta hay không hả? Ngươi có biết là chị của ta phải buôn bán cực khổ như thế nào mới có số kim cương đó không mà ngươi dám lấy hả? Kệ các ngươi chứ, kim cương đó vào túi của ta là của ta rồi, không cần biết nguồn gốc từ đâu hết. Ngươi tính làm gì tính đòi lại hả? Mơ luôn nhá. Vậy là ngươi chưa biết ta là ai rồi. Xin giới thiệu với ngươi, ta chính là Phong Cận TV. Ủa, Phong Cận TV rồi sao ta? Thôi kệ đi, nói chung là bây giờ ta phải lấy lại tiền của chị của ta. Ê, ngươi biết tay ta đây. Chạy. Ây da, trời đâu quá. Cái tên trộm này sao ngươi dám đánh vô mặt ta? Ây da, đâu à, yếu mà còn đòi ra gió hả? Thôi kệ tên nhóc nhà ngươi, ta đi đây. Ngươi đi đâu? Ngươi đứng lại đó. Ngươi mau trả kim cương lại cho chị của ta. Trả đây. Trời ơi, nằm bò thì còn cố làm chi nữa, mệt mỏi ghê. Này đứng rồi, nằm ở đấy cho đến hết đời đi, mệt mỏi ghê. Bác trả kim cương cho chị của ta. Ây da trời, đau quá bạn ơi. Trời sao mà tôi vô dụng quá vậy? Vậy có mỗi cái tên trộm mà cũng đánh ông lại nữa, tức quá bà. Ai à, ai ai à, con nhỏ này thả tôi ra. Ai à, đâu quá. Ai à, cái mấy vậy dạ mắt nè hả? Ủa? Chưa cái gì kia? Thả ra em, con nhỏ này thả ra. Ủa, ủa trời trời trời, cái gì mà em bé Sammy lại xuất hiện ở đây vậy? Đây em xấu xa nè, trả kim cương nhanh không cần nha, trả kim cương đi. Đâu hết cả đâu. Trời ơi, cái con nhỏ này nhỏ đâu mà hung hung dữ mà khỏe dữ vậy trời. Mày trời đó, tao sẽ trả thù tụi bay sau. Trời ơi, trời nè, cái tên kia. Đừng có mà quay lại tiệm của chị ta mà ăn trộm nữa nha. Nhớ mặt ta đó. Ây da trời, hắn ta đấm mình đâu muốn chết luôn trời. Nhưng mà may quá cái em bé Sammy ở đây. Mà chết, quên mất. Hình như là em bé Sammy thời nãy mình chưa có thu lại linh hồn của cái con quái vật Sammy xấu muối, cho nên bây giờ em bé Sammy vẫn còn sức mạnh nè. Ui, may quá, chính vì như vậy cho nên là em bé Sammy mới có sức mạnh để giúp cho mình nè. Trời ơi. Ủa mà em bé Sammy, sao em biết anh ở đây mà em tới đây giúp anh vậy? Hồi nãy em đi qua đây á, em thấy tên trộm kia đánh anh nên em qua đây giúp anh đó. Thì ra vậy sao? Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, dạ. Thời sáng nay á thì anh giúp em, bây giờ là em giúp lại anh luôn á. Cảm ơn em nhiều. Ây da trời, đâu quá. Thôi được rồi, bây giờ á em đi theo anh nha. Một tí nữa anh đem kim cương này về trả lại cho chị Ca Mui, thế nào cũng sẽ được thưởng. Có gì anh sẽ bao em ăn chè nha, được không? Ôi thích chờ. Dạ vâng ạ. Ok, đi thôi. Ây da trời. Đi thôi.
đau quá nhưng mà không sao, dù gì cũng lấy được kim cương cho Camui rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như video ngày hôm nay của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em nha. Và anh em nếu như anh em nào thích đôi mắt này của mình, quên nhấn nút like cái video này ủng hộ cho mình nhé bạn. Và bạn muốn mình sẽ làm video đôi mắt gì tiếp theo, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Không biết là cái đôi mắt tiếp theo mà mình sẽ sở hữu là đôi mắt gì đây ta.